thì có cái xô nước, thì có cái xô ha, cái nhà mình dùng cái vẻ xấu nha. Rồi chỉ có cái xô nước như thế này, mà lỡ cái xô này nó bị lủng một cái lỗ ha, cái xô này nó bị lủng, vậy bây giờ mình đổ nước vô, mình đổ bao nhiêu nước thì nó đầy cả nhà. Nói về cái chuyện nhậu nhẹt của đàn ông cả nhà.
nghĩ lúc nào có cẩm thơ, có ai mà nam cẩm thơ không? Thấy không? Hồ này cẩm thơ, nữ mày ơi, tỉnh ngủ rồi. Trời mày chạy vẽ gì nha, sợ lắm cái nhà không chung không? Sợ lắm, mà tao nói mày nghe, nữ mà còn chết trẻ nữa. Tụi 8 tuổi, xong rồi chẳng nhà biết, nói xong hồn dĩ lên mây mà sao không nhớ chừng lắm á. Chết trẻ mà còn mồ côi nữa, không mẹ luôn. Bắt đầu hai thằng tỉnh ngủ chạy mặt về nhà ngủ tới sáng 4 giờ rưỡi sáng chạy ra chợ mua đồ cúng đó, mày phải cúng không cúng nó theo mày chết. Rồi nó nữ mà chết trẻ nữa, hai thằng đứng đến tới giờ sáng sớm mua đồ ông ba chạy đi cúng, thầy viết cho chùa cũ đó, thầy viết cho chùa cũ cả nhà biết là ghé cái chân ở chỗ đó xong rồi hả, bàng hoàng luôn, nhìn xuống cái bàng hoàng hai thằng luôn, hết hồn hết vía. Trời ơi, cái cụ để là cần thơ 18 km. Xào nè, nướng nè,
việc ở nhà hạn chế và làm việc em quen có cái gì có cái dầu mùi điêu, cái dầu mùi điêu mình á nó chịu được nhiệt độ 4 độ và mình đi chiên lại thì cũng không sao, cho nên là ngày hôm nay cái dầu dùng bên ngoài thì mình nhớ hơn 100 độ, cho nên khi mà mình chiên đi chiên lại thì làm rất là nguy hiểm cho cơ thể của mình, nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe, cho nên ở nhà phải làm sao mình thay đổi cái dầu mùi điêu để cái nhiệt độ chiên xào nó không bị biến chất và ăn vô thì nó không bị là cholesterol mỡ xấu đó. Rồi còn gì nữa các anh? Tây có phải là ngày hôm nay á thuốc tây là con dao hai lưỡi không, có ai nghe chuyện đó không anh? Thuốc tây là con dao hai lưỡi, nhưng mà ngày hôm nay ngày nào mình cũng uống như thuốc tây rồi đúng không? Thuốc tây trong thuốc tây nó có cái gì? Có tái dược, có chất cầu quản, có tái dược, có chất cầu quản. Thì ngày hôm nay á, một ngày một viên thuốc tây á bình thường từ 3 đến 6 tháng mới đào thải được những cái tái dược chất cầu quản đấy anh. Còn cái viên thuốc tây là thuốc cổ và thuốc màu đỏ đó các nhà, thì tới 1 năm nó mới đào thải được cái tái dược đó. Cho nên là ngày hôm nay mỗi ngày mình dùng thuốc tây giặt vô thì có phải là nguyên nhân từ gan mà mình nướng tây vô thì ảnh hưởng tới lá gan thì mãi mãi nó xây dựng cái vòng tròn không bao giờ hết được đúng không? Đó, cho nên là ngày hôm nay á, cái thuốc tây mình hãy hạn chế đi, không phải đau bệnh gì có chỉ định của bác sĩ mình nấu. Còn đâu đó những có một số người đó là nhất là cái viên đó uống, nhất là cái viên đó, cái viên đó là bài chỉ là lần thuốc đúng không? Lần thuốc cũng như thuốc mạnh hơn đúng không? Ra bác sĩ mình chỉ định cho cái người mà bán dược sĩ đó chỉ định cho mình. Bán không hết, nghỉ mua thì khác mua đúng không? Lại tôi khác nói là kêu thằng kia bán không hết, ông bà chị mà yếu yếu là tôi không mua nữa đúng không? Đó là sao cho hết thì cái ông bán ông hết hộp để cho mày là tháng riêng giảm đau nhất cơn dồn vô hết luôn, ôi hết không biết liền à. Đó, như là có ngàn uống càng nhiều thì cứ chen càng nóng đúng không? Đó, rồi còn gì nữa? Thức đêm, cái nhà biết á, những người thức đêm cực kỳ quan trọng luôn. À, những người mà ví dụ như làm tài xế nè, tài xế mà chạy cả đêm á thì đừng có phải là chạy ra là sáng đi hoặc chạy xuyên đêm á thì lá gan mình có phải là ban đêm nó càng ngủ thì nó làm phải là tố nó tạo máu và không khỏi đâu, nhưng mà ngày nay mình thức thì đâu có gan mình không hoạt động được, nó vẫn không hoạt động, nó không đào thải được, thì cuối cùng là mỗi ngày như vậy đó nó sẽ lắng tự độc tố, nó không đào thải được cholesterol mỡ xấu thì nó nên là gan viêm mỡ, mỡ nó không đào thải được cái viêm độ nặng ở trong những cái thuốc trừ sâu, những cái rau củ thì lúc này là nó sẽ bị diễn viêm nội, rồi những người nào mà bị thở cái lồng mặn á ăn con cơm con cua vô là lồng mặn lên liền đó, thì có nghĩa là mình đang bị tốt viêm nội đặt đó. Rồi mình bị rối loạn chức năng chuyển quá đạm của gan thì mình sinh ra bị gút, và bị gút là do rối loạn chức năng chuyển quá đạm này nè, trong gan có tới 500 cái chức năng, là chứ không phải là một vài chức năng đâu, 500 cái chức năng là cái nhà hình dung là cái khu công nghiệp Cà Nóc của mình đi, thì nó có 500 cái nhà máy nhỏ ở trong và mỗi ngày nó phải sản sinh ra cái nguồn nguyên liệu để nuôi hết thành phố, nhưng mà hôm nay 500 chức năng nó còn 400 chức năng thôi, không phải là mình cũng rất là nhiều không? Cái gan này là ca là mẹ của cơ thể nè, nó là một phần biết trong cơ thể của mình, cái gì mà liên quan tới gan thì mình hạn chế đi là mình khỏe thôi cả nhà, và gan nó cũng là tạo ra cái nguồn nguyên liệu là để phục hồi, và cơ thể mình nó có một cái khả năng đặc biệt tuyệt vời luôn cả nhà, không có người thằng điên nào là giỏi hết, mà chỉ có khả năng của cơ thể đó là một điều tuyệt vời nhất, không phải là đứt tay là tự làm không, đứt tay là gan nó chuyển quá năng lượng cho nó làm cho lành đó, mình ăn thức ăn vô nó làm cho lành đó, rồi có phải là gãy xương bác sĩ làm cho lành hay là do cơ thể tự làm, bác sĩ chỉ ráp mà cho ngay chỗ rồi còn lành là chuyện của nó đúng không? Và cái người nào mà ăn uống lá gan tốt, người nào ăn uống khỏe thì bây giờ làm 1.5 tháng, người nào cũng phải làm 2 tháng, người nào cũng phải 4 tháng chưa làm, có rất nhiều người gãy xương tới 4 tháng chưa làm đã đứt cái nhà. Mà có nhiều người gãy xương tháng một lần, đây là cái lá gan còn tốt, cái khả năng ăn uống chỉ quá tốt. Rồi lá gan còn gì nữa nha, nóng giận hại gan, u sầu hại thận, rồi buồn phiền hại phổi, và lo lắng hại bao tử. À, nói chung là cái tâm trạng mà không được vui là sẽ rất là hại cái nội tạng của mình cả nhà, nhất là nóng giận, ở cái nóng giận giữ vợ giữ con nó sẽ gây ung thư. Thôi bây giờ mình giữ người lá gan của mình, hay là mình nhăn chồng gì đó ha, ai mà nhăn chồng con gì đó thì giữ nhăn nữa cả nhà, để cho mình giữ lá gan của mình ha. Rồi còn gì nữa ta? Chết mình sẽ chết đúng không? Cả nhà biết á, biết sao mình chết là dễ bị bệnh không? Chết là rất dễ bệnh nha, những người nào làm trong cái môi trường mà luôn u sầu á, khi mà mình mà bị chết bị mệt mỏi đó thì mình cái não của mình nó tiết ra cái chất là cái chất cortisol, rồi cái tuyến thượng thận của mình á nó tiết ra chất amylamine, thì cái
Cả nhà hình dung là như thế này, cả nhà hình dung như nói ngày hôm nay vậy, uống nước điều độ hành chính này. Khi mà con người ta không uống nước trong một khoảng thời gian 15-20 phút mà không uống, thì lúc này á, đó là cái cơ thể của mình nó bị thiếu nước, nó sẽ hút nước của đại tràng và bàng quang để lưu lại cơ thể.
sâu vùng xa mà cái thời bị đói đó mà mình không có đem thức ăn đem vô thì cái sống nó có chết không? Không có, không có thức ăn vô nó chết đâu. Thì rõ ràng là cái nơi nào bị tắc thì nơi đó bị thoái hóa, nơi nào bị tắc là nơi đó bị tê và nơi đó bị hư. Như xương nè, ốc xương nè, đặc biệt là những người tiểu đường thì sao bị gỡ khớp, bị gỡ từ ngón chân trước, bắt đầu từ ngón chân nó gỡ, từ ngón trước thì nó gỡ tới ngoài chân, rồi gỡ tới ngón chân, rồi gỡ luôn tới khớp kháng là lên thăm một bạn, đúng không? Về thông đất, ra cùng thông đất luôn á. Cho nên là ngày hôm nay khi mà mình hiểu được cái tiểu đường á, thì mình làm sạch mạch máu này là cái đầu tiên. Vậy bây giờ giải pháp của tiểu đường ha. Giải pháp hỗ trợ. Thói quen này nha, nguyên nhân này mình phải thay đổi được cái nhanh. Bây giờ giải pháp hỗ trợ là gì? Đầu tiên là mình phải làm sạch mạch máu. Và làm sạch các mạch máu đó là mình dùng nè, mình dùng cái cột thì yên, cái vitamin C, vitamin E và cái vi sơ. Các nhà biết là rồi cái nhà này nó là nguyên liệu của tất cả những cái cơ thể của mình. Nơi nào mà có sự sống thì nơi đó có đạm là đầu tiên này. Và C với E nó là hai cái nguyên liệu, nó giống như là hai cái người lao công vậy đó, nó vô nó quậy lên à, các nhà nhìn nó làm bị sơ của máu này là đường đóng nhiều. Thì bây giờ á C nghe này nè, nó vô nó quậy lên, nó làm cho mạch máu mình sạch sạch lên mà nó đào thải mỗi ngày mỗi ngày. Thì mình khi mà muốn rồi C này nè là trong đó cái lượng đường cho mình máu mình tăng cao hơn luôn, nhưng mà nó rất là khỏe, nó có gì hết á, nó giống như cái lưu mà đóng chặt cái mình quậy lên cho mình được nó ra ngoài đó, cái nhà hiểu không? Cho nên đó đầu xe này nó là cái hay như là lan đạo thuốc thì nó vô vết nhà đó nha, nhà mình chơi thì kêu những người lao công đó thì nè xe là lao công nó vô nó quậy lên và sơ này nè là cái bà chị dọn dẹp á, nó đưa những rác thải ra ngoài, nó đẩy những rác thải ra ngoài đó, và đặc biệt sơ này nó làm sạch luôn cái đường ruột của mình đó. Nó uống vô rồi nhai vô nó đỏ ra mấy lần rồi nó làm quét sạch từ một cái chỗ gì đó. Cho nên là hiện nay cái bộ đồ xe sơ này sẽ làm sạch cái mạch máu này trước, được không? Nó sẽ làm sạch cái mạch máu này trước. Và đặc biệt đây, ròn với C nó sẽ cấu tạo nên cái sợi collagen, ròn với E nó cấu tạo nên cái sợi elastin. Thì hai cái sợi collagen và sợi elastin này đó nó sẽ làm cho mạch máu mình săn chắc hơn, dễ dàng hơn, nó làm cho mạch máu mình săn chắc và dễ dàng hơn cho mạch máu mình này. Đây nha, ở bên thành mạch máu này nè, nó có một cái sợi là sợi collagen và nó có thêm cái sợi elastin, là hai cái sợi này sẽ làm cho mạch máu mình á dễ dàng. Những người tiểu đường thì hai cái này nè, cái là bị sơ cửa rồi. Thì ngày hôm nay nếu như mình dùng đồ xe thì nó làm sạch mạch máu rồi, nhưng mà đặc biệt nó còn biến mãi thì là dễ dàng mạch máu mình nữa. Cho nên những người tiểu đường rất là dễ bị nổ mạch máu, gọi là chó hoa cắn đó nha, chó hoa cắn là chó máu đi phi á. Thì ví dụ dùng đồ xe thì thời gian làm sạch mạch máu, nó làm không mạch máu lại thì không còn cái triệu chứng đó nữa, và nó không còn cái cảm giác giống như là bị tê vai gáy hay là bị đau chân nữa, nó sẽ đỡ rất là nhiều. Thì bạn dùng tháng mấy tới hàng tháng là bây giờ làm sạch nó này rồi, có hết đi được chưa? Chưa mình mới có làm sạch chọn dẹp rác thải như nhà mình ra thôi. Cho nên rất nhiều người hỏi dân trời ơi sao tôi dùng 3-4 độ rồi mà giờ tôi chưa có hết đi đường nữa, đúng không? Đó cho nên là ngày hôm nay á mình thay đổi thói quen làm sạch máu, bắt đầu mình có
hết ổn luôn. Thì đang nhận này thì trong cái viêm gan này có rất nhiều cái chất, trong đó có một hành chúng đó nữa, cho nên là phục hồi cái gan rất là nhanh. Và omega với C thì nó sẽ hút những cái độc tố trong gan ra ra, và nó hút những cái kim loại nặng ở trong những cái mạch máu, nó hút chi những loại nặng ra nữa. Và tầm khoảng 3 đến 6 tháng cái nhà mình dùng còn đẹp cực kỳ, khỏe cực kỳ và gọn là cực kỳ luôn. Và chỉ thông báo trước là uống dinh dưỡng này là gọn nha, uống dinh dưỡng này vô là những mỡ thừa và những mỡ xấu, những cái độc tố mỗi ngày mình cào thải ra ngoài, cho nên là mình gọn người lại, cái bụng nhỏ lại, cứng tá gọn lại, cái tay gọn lại, nhưng mà nó cứng hơn, săn chắc hơn. Cái nhà có chịu không? Rồi đặc biệt á, uống xong những cái này nhớ cho tôi thêm cái canxi. Canxi để cho hỗ trợ cái xương cho nó chắc lại, cái người đường là xương lỏng hết trơn à. Đó. Và tiếp theo thì khi mà phục hồi được cái gan của quý vị thì cái nhà sẽ rất là khỏe trong vòng 3 đến 6 tháng. Thì cái nhà có hình dung rằng đây là một cái giải pháp hỗ trợ không? Giải pháp là thói quen, là tinh thần, là vận động, là giấc ngủ và cộng thêm cái dinh dưỡng. Vậy cái giải pháp hỗ trợ sức khỏe đó là nguyên một bộ giải pháp cộng với cái dinh dưỡng thì có thể mình sẽ anh nhận có đồng ý với không ạ? Cho nên là chúng ta hỗ trợ được rất nhiều người thay đổi sức khỏe rồi, rất nhiều người khỏe trên đường sau 6 tháng 7 tháng 8 tháng là khỏe cực kỳ khỏe, còn người chích thì suy luôn á. Nhưng mà cái người đó phải cam kết với chính bản thân của mình. Thì ngày hôm nay không phải là cái này là tất cả, thì bây giờ là cái tác dụng của bệnh những cái tác dụng của dinh dưỡng, cái công dụng của dinh dưỡng như thế nào, thì anh xin mời hôm nay là anh Thoại để chia sẻ để dung hòa gia đình của mình coi gì có dụng không đâu anh. Và cái nhà có đi cùng ngày hôm nay để mời anh. Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà, chúc cả nhà có buổi tối, chúc lãnh đạo, chúc các cô chú anh chị có mặt trong buổi tối hôm nay tràn đầy động lực và vui vẻ. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.